Rồi đề thi học kỳ 1 của trường trung học cơ sở chuyên Trần Đại Nghĩa, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Năm học 2018-2019, đề tham khảo câu số 1 con. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau. Câu 1, hoàn thành các phương trình phản ứng sau. Đương nhiên là phải ghi rõ điều kiện rồi, không nói mình phải ghi. Câu A. Điều chế natri hydroxit từ muối natri clorua. Điều chế natri hydroxit từ muối natri clorua. Điều chế gì cô? Natri hydroxit từ muối clorua. Natri clorua. Câu B. Cho natri carbonat tác dụng với dung dịch axit sulfuric. Câu C là đốt cháy sắt trong bình khí clo. Câu D là cho bari clorua tác dụng với natri sunfat. Câu E là cho natri hydroxit vào bình đựng dung dịch sắt ba clorua. Rồi, bây giờ chúng ta làm nào. Câu thứ nhất nha. Câu thứ nhất là đề yêu cầu làm gì con? Tức là từ NaCl nè. Câu thứ nhất là từ NaCl nè, natri clorua nè, được chưa? Là cô phải điều chế ra. Từ natri clorua cô phải điều chế ra. Cô phải điều chế ra. NaOH. Đúng không? Còn phần thứ hai là chi? Công thức là gì? Na2CO3 tác dụng với ai? Axit sulfuric. Công thức là gì? SO. Axit sulfuric công thức là gì? H gì? H2O4. Đúng rồi. Phần thứ ba là gì nào? Đốt cháy sắt trong bình khí clo. Đốt cháy sắt trong bình khí clo. Phần thứ tư. Bari clorua công thức là chi? BaCl2. Cộng với ai đó? Với natri sunfat. Natri sunfat công thức là chi? Na2SO4. Con vịt nhé. Phần cuối cùng. Natri hydroxit. Natri hydroxit công thức là chi? Cộng với ai? Với sắt 3 clorua. Công thức là gì? Clorua mà. FeCl3. Trời đất. Rồi, câu thứ nhất. Làm răng từ NaCl cho ra NaOH. Cái này học trong bài điều chế bazơ rồi nha, cái bài bazơ cũng cho ghi rồi mà trong bài clo cũng cho ghi rồi nha. BaOH của cô. Giữa bài clo ra xem. Từ NaCl làm răng cho ra NaOH này. Bão hòa có bề ngăn. Là răng, nói nghe. Là NaCl cộng H2O. Điện phân dịch NaCl. Điện phân dịch có màng. Đúng rồi. Điện phân dung dịch có màng ngăn. Rồi răng nữa. NaCl 2 khí. H2 khí. Đúng rồi. 2NOH. 2NOH. Đúng rồi, con biết giờ, viết vô. Chuẩn bị sang phần thứ nhì. Na2CO3 cộng H2SO4. Na2CO3 cộng H2SO4. Na2CO3 cộng H2O4 là gì? Na2CO3 cộng H2O4 là gì? Na2CO3 cộng H2 là H2SO4. Đọc cho hết câu. H2SO4. Đúng rồi. Với cộng với ai? Cộng với
Với ai? H2CO3 cô. Ừ, H2O, CO3 viết tắt thành H2O và CO2. Ừ, phải tách ra ngay không? Đúng rồi đó, đây là vẫn trao đổi của muối và axit tạo thành muối mới và axit mới yếu hơn axit ban đầu này. Phần thứ ba. Đốt cháy sắt trung bình chứa khí clo. Sắt mà cộng với Cl2 thì cho ra cái gì? Cl mấy? Cl3. Clo là phải ra sắt 3. Màu nâu. Màu nâu đỏ. Khói màu nâu đỏ. Cho con mượn cái sách giáo khoa của con nè. Đừng có lắc cái bàn của cô. Sao? Clo có mùi gì cô? Clo hả? Mùi sốc. Ai dám ngửi trời. Đây nè. À đúng sách con không có cái phần. Nè, chị viết cái phương trình mà không có hình ảnh minh họa nè. Clo là khí có màu bằng lục, tác dụng với kim loại sắt là màu trắng xám, cho ra khói màu nâu đỏ. Tính lại BaCl3. Tiếp tục BaCl2 cộng Na2SO4. BaCl2 cộng Na2SO4 thì ra cái gì? NaCl cộng BaSO4. Đây là phản trao đổi vì có tạo thành kết tủa cho nên phản mới xảy ra. Phản trao đổi giữa hai muối tan tạo thành một muối không tan. Cho nên phản trao đổi xảy ra. Tiếp tục phần cuối cùng nào, NaOH cộng FeCl3 cho ra gì con? NaOH cộng FeCl3. NaOH cộng FeCl3. Ừ. NaOH cộng FeCl3. NaCl cộng FeOH. Mấy lần? 2 à? Ở đây sao có điểm mấy? Tại sao có chữ 3? FeOH 3 lần. Viết một cái lúc nào 2 lần hoài. Đây là vẫn trao đổi giữa muối tan với bazơ tan cho ra muối mới và bazơ mới, trong đó có chất không tan. Thứ hai nè. Nêu hiện tượng và viết phương trình phản xảy ra khi, thứ nhất, cho đồng vào dung dịch axit sulfuric đặc đun nóng. Câu B là cho lá sắt vào dung dịch đồng 2 nitrat. Được chưa? Rồi. Hãy gọi hai yếu tố. Hiện tượng là 1 và phương trình là 2. Bây giờ viết phương trình trước. Đồng tác dụng với H2O4 đặt cho ra cái gì đây? Đồng tác dụng với H2O4 đặt là CO4. Đúng rồi. Cộng gì? Cộng H2. Cộng H2O4. Làm gì có? Đây là axit đặc nghe, không phải axit loãng đâu nghe, mà là hydro. Thứ hai là đồng tác dụng H2O4 loãng luôn. Đồng chỉ tác dụng H2O4 đặc thôi. Coi sách giáo khoa trang 16. Đồng có tác dụng H2O4 loãng không? Con nói H2 cơ mà. Xào nó H2. Em nói H2O con mới chỉ vô. Làm chứng nè, bây giờ có cần cô mở lại ghi âm không? Em nói mà. Có cần cô mở lại ghi âm không? Em nói H2. Nhưng mà không phải cô khen gì. Không có. Bây giờ hiện tượng là gì? Không có cãi, cần thiết cô mở lại cho xem. Hiện tượng. Mô tả hiện tượng cô coi nè.
có hiện tượng. Ra không có hiện tượng. Hiện tượng là gì? Có khí không màu, mùi hắc phát ra, đồng thời bị hòa tan một phần của chất lỏng có màu xương lo. Hiện tượng là gì? Nói con nghe. Hiện tượng là có khí không màu. Chưa, đồng chưa tan mà khí, cái gì mà khí? Hiện tượng. Hiện tượng mô tả gì trước theo thứ tự? Theo thứ tự là có khí. Bây giờ thả đồng qua H2O4 thì hiện tượng gì đầu tiên? Em đọc trong sách giáo khoa rồi đó, cô cho em đọc luôn rồi đó. Mà giờ em nói là hiện tượng nó không được là vì răng. Hiện tượng là gì? Hiện tượng là gì? Hiện tượng là có mùi. Cái gì mà có mùi? Hiện tượng gì? Bây giờ nguyên tắc là em cho đồng với hai bốn lẫn thì hiện tượng là chi? Em nhìn vô phát hiện là chi đã? Đổi màu. Cái gì mà đổi màu? Chưa có gì mà đổi màu, chỉ đổi màu đồng tan đã chứ thì mới đổi màu, chứ đồng chưa tan làm sao mà đổi màu. Đầu tiên là đồng tan đã, đồng thì chưa tan mà đi đổi màu rồi. Đồng tan dần rồi sao nữa? Đồng tan dần có khí không màu. Có khí không màu. Mùi hắc thoát ra. Không màu, mùi hắc thoát ra rồi răng nữa. Chị đó đồng thời bị hòa tan, đồng tan đồng, rồi. Không. Sao nữa? Cho chất lỏng đồng tan, cho chất lỏng màu xanh lam. Dung dịch chuyển sang màu xanh lam. Hết. Viết bài gì con? Bây giờ sang ý thứ hai, đưa cái đề cho cô, cầm cái đề đi rồi. Thứ nhì. Cái thứ nhì là cho lá sắt vào dung dịch đồng 2 nitrat. Cho lá sắt bật giùm cô cái đèn kia con. Cho ôi, lá sắt đi. Đó thì không, lạnh quá. Cho lá sắt vào dung dịch đồng 2. Cho lá sắt vào dung dịch đồng 2 nitrat. Cho lá sắt vào dung dịch đồng 2 nitrat. Cho lá sắt vào dung dịch đồng 2 nitrat. Phương trình là gì đây? Đúng rồi, Fe cộng Cu NO3 tất cả. Hai lần cho ra cái gì? Đúng, Fe NO3 hai lần cộng CO, đúng rồi. Các con có thể tham khảo trang số 50. Trang 50 này các con coi nè. Cho một dây cảm vào ống nghiệm đựng dung dịch đồng 2 sinh phát. Được chưa? Đồng 2 sinh phát giống như đồng 2 nitrat vậy đó, màu xanh hết. Được chưa? Thì hiện tượng là có chất rắn màu đỏ bám vào ngoài dây cảm. Màu xanh lam của dung dịch đồng 2 sinh phát nhạt dần, cảm tan dần. Đó là kim loại cảm. Bây giờ cô cho sắt vô thì hiện tượng là gì? Mô tả cô xem. Con có thể xem trang 50. Nó trong khoa. Răng. Hiện tượng. Nói nghe. Hiện tượng con. Chưa. Trang 50 đọc trang 50 nha. Trang 50 đây nè. Coi nè. Nè nè. Cái gì nè? Cho một dây cảm vào ống nghiệm đựng dung dịch đồng 2 sinh phát này, hiện tượng là có chất rắn màu đỏ bám vào ngoài dây cảm, màu xanh lam của dung dịch đồng 2 sinh phát nhạt dần, cảm tan dần. Đó là do cảm đã đẩy đồng ra khỏi dung dịch CuO4. Đúng chưa? Cảm mạnh hơn đồng đúng không? Sắt có mạnh hơn đồng không? Có. Cho nên sắt mới đẩy được đồng ra ngoài nè. Chất rắn màu đỏ là ai nữa? Vậy hiện tượng là gì? Nó có nghe nè, hiện tượng. Hiện tượng. Chữ à, khí khí đâu mà khí. Đầu tiên cho vô là cái gì? Cho vô. Đầu tiên là gì? Sắt tan dần. Nó nãy đi trang mới bị ra đó. Sắt tan dần đã. Sắt chưa tan mà lấy đâu ra mấy cái kia? Sắt tan dần rồi đang nữa.
Chưa. Sắc tăng dần rồi răng nữa có. Có chất rắn màu đỏ. Có chất rắn màu đỏ. Bám ngoài lá sắc. Màu đỏ bám ngoài lá sắc. Bám ngoài lá sắc rồi răng nữa. Màu xanh lam của dung dịch CU nửa ba tất cả hai lần nhạt dần. Được chưa? Đó, ghi hiện tượng mới ghi theo đúng thứ tự. Câu số 3 nè, bằng 3 phương pháp hóa học khác nhau. Tức là cô sẽ sử dụng 3 loại hóa chất khác nhau để cô tách kim loại đồng ra khỏi hỗn hợp gồm nhôm, ra khỏi hỗn hợp kim loại gồm nhôm và đồng. Nghĩa là cô đang có cái gì? Cô đang có nhôm và đồng, nó đang trộn lẫn vào nhau. Nó ở dạng bột cho nên là cô không tách ra được. Bằng cách vật lý cô không thể lượng ra được. Vậy thì cô bây giờ cũng muốn lấy ai? Cô bắt buộc cô phải giữ nguyên ai lại? Cô giữ ai? Giữ đồng. Tách kim loại đồng ra khỏi hỗn hợp gồm nhôm và đồng cơ mà. Nghĩa là cô muốn lấy đồng ra. Còn nhôm sao? Giữ được giữ, không được thì thôi vứt. Ok chưa? Nhớ là cô đọc lại này. Bằng 3 phương pháp hóa học khác nhau, cô sử dụng 3 loại hóa chất khác nhau để cô tách kim loại đồng ra khỏi hỗn hợp gồm nhôm và đồng. Nghĩa là sao? Đang có nhôm và đồng là cô phải tìm cách lượm ai ra? Lượm đồng ra. Còn nhôm á, giữ lại được thì giữ, mà không được thì thôi. Được chưa? Vậy theo các con, cô sẽ dùng hóa chất gì? Có thể đề nghị với cô không? 3 phương pháp là nghe. Phương pháp thứ nhất, có thể đề nghị với cô một phương pháp thôi nào. Muốn biết là chúng ta dùng cái hóa chất nào thì chúng ta cần phải nhớ nhôm và đồng đều là gì? Kim loại. Nhưng chúng khác nhau ở chỗ nào? Nhôm và đồng đều là kim loại nhưng chúng khác nhau ở chỗ nào? Đó là gì? Nhôm là một kim loại có tính chất đặc biệt. Bởi vì sao? Bởi vì nó là kim loại tác dụng được với dung dịch kiềm. Còn các kim loại khác thì không tác dụng với kim loại kiềm. À, tính chất đặc biệt thứ nhất của nhôm mà chúng ta có thể tận dụng đó là nhôm hòa tan trong dung dịch kiềm. Như vậy bây giờ cô có hai cái chất rắn nó đang ở lẫn vào nhau là đồng và nhôm. Cô chỉ cần đem nó bỏ vào đâu? Bỏ vô trong cái dung dịch nào hát thôi. Khuấy 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 đi, muốn không tan thì nữa thì thôi. Thì cái phần không tan đó chính là ai? Đồng. Cô đem đi lọc là cô sẽ thu được CO. Đó là cách thứ nhất. Rồi một tính chất thứ hai nữa là gì các con? Nhôm và đồng là hai kim loại đúng không? Nhưng nhôm là kim loại đứng trước hydro, còn đồng lại là kim loại đứng sau hydro, đúng chưa? Cho nên chúng ta có thể lợi dụng cái khả năng tác dụng với dung dịch HCl hoặc H2SO4 để chúng ta có thể thu được đồng bằng cách là sao? Cô sẽ lấy cái hỗn hợp hai kim loại đó, cô cho vào đâu? Cô cho vào dung dịch axit HCl hoặc H2SO4 loãng. Khuấy đến nhiệt mô, cái hỗn hợp kim loại nó không tan được nữa. Khuấy đến nhiệt mô mà hỗn hợp hai kim loại nó không tan được nữa. Thì cái phần không tan được nữa chính là ai? Đồng. Đúng rồi. Đúng nha. Như vậy chúng ta đã có mấy phương pháp rồi. À, còn một phương pháp nữa. Nhưng mà để phương pháp thứ ba là hỏi. Phương pháp thứ ba nó có một tính chất như vậy nè. Nhôm và đồng lại mạnh hơn. Đúng rồi, ai là mạnh hơn. Vậy để tách hai kim loại đó chúng ta sẽ lợi dụng như đây nè. Muốn tách hỗn hợp kim loại trong các con luôn luôn lợi dụng tính chất này nè. Cho hai cái kim loại đó vào cái muối của kim loại yếu hơn. Nghĩa là cô thảy cái nhôm với lại đồng vào cái dung dịch muối CuSO4
thì lúc đó nhôm sẽ tác dụng với CO4 đẩy CO ra ngoài. CO nhớ là gồm CO cũ và mới. CO mà mình thu được sau ứng là gồm có cũ và mới đó. Đó, đó là một cách lợi dụng cái kim loại mạnh hơn, nó sẽ đẩy được kim loại yếu hơn ra khỏi muối. Được chưa? Rồi cho hỗn hợp kim loại, cho hỗn hợp kim loại nhôm và CU vào dung dịch NaOH dư. Cho hỗn hợp kim loại nhôm và CU vào dung dịch NaOH dư. Ủa, lấy con nè. Cho hỗn hợp kim loại nhôm và CU vào dung dịch NaOH dư, được chưa? Khuấy cho đến khi hỗn hợp không tan được nữa. Khuấy cho đến khi hỗn hợp không tan được nữa. Phải đem lọc. Đem lọc ta thu được kim loại đồng. Vì đang cô phải khuấy. Vì sao cô phải khuấy con? Khuấy cho nó phản ứng nó xảy ra nhanh hơn. Khuấy cho nó phản ứng xảy ra nhanh hơn. Như này lúc đó nhôm sẽ tác dụng với dung dịch NaOH, còn đồng thì không, khuấy cái mô mượn hết tan rồi, tức là hết nhôm rồi, chỉ còn lại mình CO, được chưa? Và đối với trường hợp mà nhôm tác dụng NaOH, các con không cần ghi phản ứng, không bị trừ điểm nha. Nhưng mà ở đây chỉ nha, 2Al cộng 2 NaOH cộng 2 nước cho ra 2 NaAlO2 cộng 3 lần hydro. Bây giờ phương pháp thứ hai nào, Minh ơi, phương pháp thứ hai. Cho hỗn hợp kim loại Al và CU vào dung dịch H2SO4 loãng dư. Phải dư nha. Vì đâu phải dư? Dư để đảm bảo rằng phải hòa tan hết kim loại Al luôn. Rồi khuấy cho đến khi nào? Thấy cho đến khi hỗn hợp không tan nữa. Hỗn hợp không tan nữa. Đem lọc ta thu được kim loại đồng. Rồi, phương pháp thứ ba. Minh ơi, phương pháp thứ ba là gì con? Không. Phương pháp thứ ba cũng là cho hỗn hợp kim loại Al và CU vào. Chứ đừng có nói chuyện tác dụng, mình đang trình bày cái cách làm mà. Cho hỗn hợp kim loại Al và CU vào dung dịch gì? CU vốn dư luôn nha. Rồi sao nữa? Khuấy đều cho đến khi, khuấy đều cho đến khi, đến khi gì? Khuấy đều cho đến khi gì? Khuấy đều cho đến khi hỗn hợp không tan được nữa. Rồi đem lọc. Đem lọc là CU cũ và CU mới. Ta thu được CU. Không, phân biệt cũ mới rồi cô. Cô nói là cũ mới với tụi con thôi chứ họ đâu có yêu cầu đó. Al cộng CuSO4 là cho ra gì? Al2SO4 tất cả 3 lần cộng CU. Đúng chưa? Bài số 4 giải thích vì sao? Giải thích vì sao? Muối NaHCO3. Giải thích vì sao muối NaHCO3 được dùng để điều chế thuốc chữa bệnh đau dạ dày. Cô, muối đường. Hả? Thuốc gì? Giải thích vì sao muối NaHCO3 được dùng để điều chế thuốc chữa bệnh đau dạ dày. Viết phương trình thử giải thích. Bây giờ cô hỏi nghe, cái bệnh đau dạ dày là vì sao mình bị đau dạ dày? Bạn ra ngồi tôi lấy gì quá. Đừng có nói vậy. Mình bị đau dạ dày là vì thế này, mình ăn không đúng giờ. Và ăn cay quá nhiều. Ăn cay quá nhiều.
Vì đây nè, đáng lý à, con ăn là sẽ tập một cái thói quen là đến giờ nó sẽ tiết ra axit để tiêu hóa thức ăn. Nhưng giờ nó con lại không ăn, nó cứ tiết ra như vậy, nó sẽ ăn mòn cái thành của bao tử dạ dày mình á. Đúng chưa? Mà câu hỏi này, cái bệnh đau dạ dày là do tiết axit nó ra làm bào mòn thành dạ dày. Cái axit nó là axit gì? HCL. Ừ. Axit trong dạ dày mình là axit HCL nha. Vậy bây giờ này, những người bị đau dạ dày thì họ làm sao? Họ phải uống thuốc chống đau dạ dày. Tập bậy. Nè, nói con nói uống C là sai đó nghe. Không phải uống C. Đúng rồi, C là có thêm axit lactic càng đau dạ dày không? Đây là uống cái gì thang đó cô. Đừng có tập bậy. Trong đề bây giờ nó cho mình là gì? Giải thích vì sao muối NaHCO3 lại được dùng làm thuốc chữa bệnh đau dạ dày. Mà cô đã nói con là thuốc dạ dày, đau dạ dày là do tiết gì? HCL. Mà không có thức ăn để tiêu hóa, tiết dư ra, cho nên là gì? Bị đau dạ dày. Mà đau dạ dày là thuốc đau dạ dày, mà thuốc đau dạ dày có thành phần chính là NaHCO3. Vậy sao? Hả? Sao không? Cái này ấy, nồng độ nó thấp lắm con. Nồng độ rất thấp. Rồi giải thích vào con. Giải thích vào nha. Mình ghi vô này, bị đau dạ dày là do. Bị đau dạ dày là do dư axit HCL. Bị đau dạ dày. Bị đau dạ dày là không. Là do dư axit HCL. Được chưa con? Bị đau dạ dày là do dư axit HCL, được chưa? Cho nên cần dùng muối NaHCO3 để giảm bớt lượng HCL, để giảm bớt lượng axit HCL trong dạ dày. Để giảm bớt lượng axit HCL trong dạ dày. Rồi, phương trình vẫn như thế nào đấy các con? NaHCO3 cộng HCL. NaHCL cộng với CO2. Ước chờ. Ủa cô cần dùng gì? NaHCO3 để giảm bớt lượng axit HCL trong dạ dày. Rồi, viết xong chưa? Có một số bạn lại có ý kiến với cô Ri. HCL là axit đúng không? Vậy thì tại sao mình không uống cái nào vô để trung hòa cái axit nữa? Rồi, không đi nha. Thứ hai là gì? Các con học lớp 11 thì các con sẽ biết cái hợp chất NaHCO3 này nè. Nó hơi mang tính kiềm một tí. Nó Lê học 11 các con sẽ hiểu tại sao nó hơi mang tính kiềm một tí, cho nên nó sẽ trung hòa được cái phần axit. Ủa vậy? Chứ người ta không có dùng NaH để mà uống vô mà trung hòa thì là nghe. Uống vô tép lưỡi luôn. Bây giờ câu số 5. Có đọc đề. Bây giờ mà có một câu là dẫn thẳng. Đọc đề. Hòa tan hoàn toàn. Hòa tan hoàn toàn 11,6g hỗn hợp X. Bài này là bài toán hỗn hợp rồi, đặt ẩn thôi. Hòa tan hoàn toàn 11,6g hỗn hợp X gồm 11,6g hỗn hợp X gồm. Em đừng có hỏi thì cô sẽ đọc lại. Hỏi cái mấy đứa không nghe được luôn. Hòa tan hoàn toàn 11,6g hỗn hợp X gồm Al2O3 và ZN. Đừng có hỏi. Và ZN vào dung dịch HCl 20% vừa đủ. Hòa tan hoàn toàn 11,6g hỗn hợp X gồm Al2O3 và ZN vào dung dịch HCl 20% vừa đủ. Câu A. À, vừa đủ chấm chứ. Sau khi phẩm kết thúc thu được 2,24 lít khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn. Bài hỗn hợp chứ có chi muốn. Bài hỗn hợp đặt ít giống rồi.
2,24 lý khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn. Câu A, viết phương trình phưởng xảy ra, tính phần trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp ban đầu. Câu B, câu B là tính khối lượng dịch HCl đã dùng. Câu C là cho 11,6 gram hỗn hợp ít trên vào dung dịch CO4 dư, tính khối lượng chất rắn thu được sau khi phẫn kết thúc. Rồi, để coi A là hao 3 tác dụng HCl là gì đây? Ngại khổ quá. 6 lần HCl cho ra 2 lần AlCl3. 2AlCl3 số. Ừ. 2 lần chẳng 2 nè. AlCl3 chứ. Này nè. Đây ra. Rồi hydro mấy hả? Con mấy các con? Khi ba có đồ bé thì hydro đã có mà có nguyên một cái chọn cho nên chọn đi. Rồi vậy sao hydro là 0,1 vậy cảm cũng là 0,1 vậy có đường cảm là mấy con? 0,1 đúng rồi, mà cảm bằng 0,1 nhân 65 bằng 6,5 gam và từ đó cô tính được khối lượng A là 2,3 đúng rồi. Khối lượng A là 2,3 là mấy đây? Lấy khối lượng hỗn hợp là 11,6 trừ cho 6,5 ra mấy gam? 5,1 gam. Vậy số mol A là 2,3 bao nhiêu? 5,1 chia 102 là mấy con? Là 0,05 mol. Chuyện này 0,05 mol. Đề yêu cầu là tính cái kia đó con. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất con chưa tính mà. Đâu? Phần trăm khối lượng chất này 6,5. Bằng 56%. Mẹ có giải, mẹ có giải quốc gia này rồi mẹ được điểm thẳng chơi. Đó, thì dùng những cái bây giờ quốc gia thì điểm thẳng nè. Trăm từ 56, đúng rồi. Có chữ hút trường đây này. Thẳng vô và... Cái này HCl là con phải cộng hai cái lại chứ. Có nhiều không? HCl là cái chê là bao nhiêu? Con điền sẵn luôn đi nè. Cái ở đây là mấy đây? Cái này là ít y gì nữa, con tính cái rượu đặt đi nữa. Là chỗ này bao nhiêu đây? Chỗ này là cái nãy là 0,1 đúng không? Chỗ này là 0,1. À HCl nữa. Chỗ này là 0,2 nè. Cái nãy chỗ này số 1 nằm đây là 0,5,1 gam là con tính số 1 là 0,05 đúng không? Dạ. Và chỗ này là 0,0 mấy? 0,05 nè. Và nhân 6 đây là thành 0,3 nè. Tổng số mol HCl là bao nhiêu? 0,6. À 0,5. 0,3 cộng 0,2 là 0,5. Ui, ok chưa? Chỗ này con sai. Yeah. Nhớ phải cộng hai phương trình lại, không cộng có một cái nữa. Đó, cho nên khối lượng đi sai. Rồi xem phần trăm con cũng sai luôn. Đó. Ok chưa? Yeah. Số mol HCl bao nhiêu? 0,2 cộng 0,3 bằng 0,5. Tính khối lượng cho cô Tâm ơi. Khối lượng HCl mấy con? Rồi 0,5 nhân 36,5 bằng mấy? Còn với một phần nữa con xe Tâm chưa làm. Mấy con? 16,25 gần. 18. Rồi tính xe phần trăm dung dịch HCl. Ủa? Đâu phải tính xe phần trăm mà tính cái gì? Tính em mượn nữa. Ừ, khối lượng dung dịch HCl chứ. M dung dịch HCl là bằng M chất tan 18,25 chia cho C phần trăm nhân 100 là mấy không? 365 gram đúng không? Đúng không? Mốt 25 gram. Câu C.
là cho cái hỗn hợp. Hỗn hợp gồm chi? Kẽm. Và A là hao 3, kẽm bao nhiêu mol? 0.1. A là hao 3 là 0.05. Cho tác dụng với ai đây? CO4 dư. Ai tác dụng được với CO4? Ai tác dụng với CO4? A là hao 3. Chỉ có kẽm tác dụng thôi. Al2O3 là oxit bazơ, là nó không tác dụng với muối nha. Kim loại kẽm mạnh hơn nó mới tác dụng với gì đây? CO4 cho ra cái gì? ZnSO4 và Su. Nè, tính cho cô coi nè. Điều cầu tính gì đây? Chất rắn thu được là cái nào đây? Su thôi à. Chứ A là hao 3 đi đâu rồi? Ừ. Các con tính câu này hầu như đều bỏ quên A là hao 3 hết. A là hao 3 đâu tác dụng với ai đâu? Má hồng đâu tan trong nước. Ừ, và chất rắn thu được là gồm gì? Su là 1, A là hao 3 còn nguyên là 2. Hầu như câu này mất điểm vì không ai tính A là hao 3 hết. Ông xạo không à? Ờ, nhưng mà anh tính mấy cái chim thì bị tờ lao á. Ngờ rắn bằng 64 nhân 0.1. Tính rằng mà số bài mà mới biết là cái bài trách nhiệm mà tính là bao nhiêu phần trăm ta cũng quên mất cái tính rồi. Cô 14.6% nhìn nhầm số rồi ta.